trực tiếp World Cup Việt Nam với Mỹ nhận định trước trận, huấn luyện viên Trung liều lĩnh tung đội hình kỳ lạ, đối thủ bất ngờ. Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu danh giá nhất thế giới đã bắt đầu với trận nhà đương kim vô địch và cũng là đội bóng mạnh nhất. Hẳn nhiên là khó trông chờ vào một cơn địa chấn trong cuộc đọ sức, một đội đang là vô địch còn một đội mới lần đầu tiên tham dự. Ông Mai Đức Chung cũng đã có những chuẩn bị và toan tính của mình. Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển Mỹ đứng số 1. Ở bảng thống kê thành tích World Cup, đội tuyển Mỹ cũng đang đứng vị trí đầu tiên với 4 lần giành cúp vàng, trong đó có 2 chiến tích liên tiếp trong năm 2015 và 2019. Hẳn nhiên, đoàn quân của họ đến với World Cup 2023 với tư cách là ứng cử viên nặng ký nhất. Có 14 trên 23 cầu thủ của đội tuyển Mỹ lần đầu tiên tham dự tại một kỳ World Cup nữ, nhưng điều đó không có nghĩa đây là một tập thể non kinh nghiệm quốc tế. Theo thống kê, độ tuổi trung bình của nữ tại World Cup Mỹ năm nay là 28,5 tuổi. Con số này cho thấy sự dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của họ. Thực tế, những cầu thủ đã góp mặt 4 kỳ World Cup như là Alex Morgan. Sự lão luyện của họ được kỳ vọng sẽ tạo nên một dọc vững chãi cho đội tuyển Mỹ trước mọi thử thách. Hậu vệ Okeley là một hòn đá tảng trong hàng phòng ngự, còn tiền vệ lão tướng 38 tuổi Megan là người từng giành quả bóng vàng World Cup, giày vàng World Cup, ghi 63 bàn và đứng thứ 3 trong danh sách, kiến tạo gần 200 trận ra sân, đó được xem là một chìa khóa ở tuyến giữa cho đội tuyển Mỹ. Rõ ràng, một trận đấu với Mỹ, vị trí số 1 thế giới, buộc bất kỳ đối thủ nào cũng sẽ phải kiêng dè. So với đoàn quân của ông Adonowski, đội tuyển nữ Việt Nam thật sự khiêm tốn khi lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup nữ. Thứ hạng của chúng ta cũng thật khiêm tốn, thứ 32, kém đội tuyển Mỹ đến 31 bậc. Khoảng cách mênh mông ấy cho thấy sự chênh lệch trình độ giữa hai đội tuyển. Thế nên, mong mỏi về một kết quả có điểm trước một đội bóng thế giới thật sự là háo huyền. Bóng đá không phải là một phép tính bắc cầu hay là so sánh, nhưng thất bại không chỉ trong trận giao hữu với Tây Ban Nha, dường như đó là một sự thừa nhận về trình độ chênh lệch giữa hai đoàn quân. Xem ra đích ngắm của đội tuyển Việt Nam đó chính là trình diễn một lối đá hứng khởi trong ngày đầu tiên và trong lần đầu tiên góp mặt. Để thực hiện được điều này, các học trò của ông Trung sẽ cần phải có sự tỉnh táo, tập trung tối đa và có chiến thuật hợp lý. Nên nhớ rằng đội tuyển Mỹ có thể hình tốc độ chiều cao vượt trội so với đội tuyển Việt Nam khi mà một bước chạy đà của họ bằng gấp rưỡi bước chạy đà của thầy trò ông Trung. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Lê Thị Diễm My cho biết, trong buổi tập gần đây, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bắt đầu giảm khối lượng, đề cao sự thanh thoát trong di chuyển và linh hoạt khi chơi. Với chúng tôi, đây là lần đầu tiên các cầu thủ được góp mặt ở một giải đấu lớn như là World Cup. Việc đối mặt với đội tuyển Mỹ thật sự khó khăn, nhưng đó cũng là cơ hội để toàn đội gặp được một đại diện xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ tự tin và thi đấu hết mình để có bàn thắng tốt. Hàng phòng thủ của đội tuyển Việt Nam đang được ông Mai Đức Chung tính toán về nhân sự với những phương án phù hợp nhất. Hàng phòng thủ của chúng ta như Thúy Nga, Trần Thị Kiều đều được ban huấn luyện chú ý và truyền đạt những kinh nghiệm tối đa nhất. Vấn đề sức khỏe của các cầu thủ cũng được ông Trung cân nhắc. Qua đó, nên sử dụng nhân sự nào trong các trận đấu sắp tới? Đối với trường hợp của Trần Thị Kiều, mặc dù cầu thủ này đang có sự hồi phục tích cực tốt, nhưng ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc. Vấn đề sức khỏe của cầu thủ cũng được ông Trung và các cộng sự cân nhắc quyết định sử dụng thay thế người. World Cup 2023 là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự, cho nên thầy trò ông Trung là một trong những ít đội có ít kinh nghiệm nhất. Dù mới 26 năm kể từ khi có những trận quốc tế chính thức, đội tuyển Việt Nam đã có những thành tích ấn tượng, xếp bảng 32 thế giới. Bóng đá nữ Việt Nam đã chứng kiến sự vươn tầm ảnh hưởng của một thập kỷ qua với 4 lần vô địch Đông Nam Á. Những thành công ở đấu trường khu vực đã tạo nên tiền đề cho các cầu thủ hoàn thành giấc mơ World Cup. Khi mà đánh bại Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa, đây là thành tích giúp cho bóng đá nữ tạo ra bàn đạp chắc chắn. Bóng đá nữ Việt Nam đã vượt qua rất nhiều thách thức khi mà trong điều kiện đất nước chúng ta còn hạn chế rất nhiều, ví dụ như là giải vô địch quốc gia có 7 câu lạc bộ tham dự. Những trường hợp cầu thủ xuất sắc nhất như là Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha, Trần Thị Hồng sang Thái Lan rất hiếm. Đội tuyển nữ được đá World Cup sẽ giúp cho trình độ chúng ta tiếp cận dần hơn với các quốc gia bóng đá nữ phát triển. Ở thời điểm nhập tịch, chúng ta vẫn đã trở nên một đội tuyển có bản sắc riêng. Chúng ta không đặt tham vọng trong giải đấu này, cả đội sẽ học hỏi được rất nhiều. World Cup sẽ là cơ hội cho bóng đá nữ thi đấu với đối thủ giỏi, qua đó học hỏi được những kinh nghiệm và kỹ năng chuẩn bị họ. Chúng tôi sẽ hành trang tốt nhất
chuẩn bị một tinh thần tốt nhất, luôn tôn trọng các đối thủ và không có cảm giác e sợ, ông Mai Đức Chung cho biết. Đội tuyển Việt Nam có một lối chơi sở trường, đó chính là phòng ngự phản công nhanh. Tốc độ của Tuyết Dung, Thanh Nhã được kết hợp với khả năng dứt điểm sắc bén của Huỳnh Như là vũ khí lợi hại. World Cup 2023 sẽ là giải đấu chính thức cuối cùng của ông Mai Đức Chung, khép lại sự nghiệp huy hoàng của ông. Ông Chung với biệt danh là Chung Gái được nhận định là rất nhạy bén, am hiểu bóng đá nữ và ông biết khi nào cần chữa cháy với đội tuyển. Ông cũng đã để lại dấu ấn đặc biệt với sự tận tâm, không ngại gian khổ, giúp cho đội tuyển nam và nữ trong rất nhiều giải đấu. Ngôi sao sáng nhất trong đội hình những chiến binh sao vàng tại World Cup năm nay là Huỳnh Như, cầu thủ duy nhất được thi đấu và được nằm trong danh sách sang New Zealand tham dự giải. Ngôi sao từng đạt 5 quả bóng vàng Việt Nam và thi đấu ấn tượng trong màu áo của Lanh FC và đang cân nhắc gia hạn hợp đồng. Huỳnh Như là mẫu tiền đạo toàn diện và sút tốt bao gồm cả hai chân, kỹ năng đi bóng ổn định và không chiến tốt. Đặc biệt, Huỳnh Như có khả năng sút phạt rất ổn định như cách đã thể hiện. Ngôi sao đang lên của đội tuyển Việt Nam là Thanh Nhã. Ở tuổi 21, Thanh Nhã đang có 27 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, giành 2 huy chương vàng SEA Games, từng chơi tại tứ kết Asian Cup. Thanh Nhã không quá nổi bật và khả năng dứt điểm nhưng tốc độ cộng thêm sự khả năng đi bóng khéo léo, cô trở thành một mối đe dọa ở hàng thủ. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Hà Lan và Mỹ thì tỏ ra quá mạnh, đặc biệt là Mỹ, nên mục tiêu của ông Chung là hạn chế số bàn thua. Trong khi đó, Bồ Đào Nha, đội tuyển Việt Nam có thể hy vọng là ghi điểm vào lưới của đối thủ. Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là trận đấu thứ hai tại World Cup nữ 2023 diễn ra trên sân Eden Park. Đây cũng là sân thi đấu lớn nhất ở New Zealand với sức chứa là 50.000 chỗ ngồi.